Chưa biết thì cái shop mình mới cập nhật thêm cái vòng quay tiền Liên Minh nào, thì ngày hôm nay mình sẽ vào mình test thử và quay thử cho các bạn xem trong đây nó có cái gì nha. Thì khi mà quay ngay cái này nè thì mình sẽ nhận được RB anh em ơi, hơi xui thì nhận được cao lắm á. Mình sẽ quay thử nha. Đây, cái này là mình trúng giải đồng nha anh em ơi. Có thử trúng giải cao không nè. Đây, úi xồi ôi, quay phát thứ hai trúng ngay 200 RB luôn anh em ơi. Quay lần cuối nha anh em ơi. Quay sướng thật á. Quay qua kim cương. Anh em nào muốn thử cái vận may của mình thì có thể ghé vào shop vật.com và vòng quay này quay nha. Hello tất cả anh em nha, và chào mình đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill đây, và chào mình đã quay trở lại với cái series mà Bill cho Liên Minh Điện Thoại nào. Thì tiếp tục với những dấu án mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ gửi tới cho anh em một cái meta hiện đây đang rất là hot nha anh em ơi. Đó chính là Copmore Debot và lên đồ gọi là full phép nha. Thì khởi đầu anh em sẽ mua cho mình gọi là một cái nhẫn Doran nha. Còn bản ngọc á, anh em sẽ mang cho mình là một cái thiên thạch bí ẩn. Và bản phụ của ngọc này á, anh em sẽ mang cho mình đó chính là bên cái bản vàng nha. Đắc thắng hay là thêm các bản khác thì tùy anh em thôi. Nhưng mà bản ngọc chính á, phải là thiên thạch bí ẩn nha. Và bản ngọc phụ thì mình khuyên em là nên lên nó trong cái bản màu vàng á nha anh em ơi. Cái bản mà có đắc thắng các kiểu á, xong một cái skill các kiểu á. À, ông cái linh này muốn đổi mạng à. Thế thôi thì cho mình xin một đổi một thôi. Làm gì căng. Thì nếu như năm nào mà Covid hay là các giải đấu quốc tế nhiều thì anh em sẽ biết là cái meta Copmore này đã được đem vào rất là nhiều lần rồi nha anh em ơi. Thì Copmore Debot hiện nay đang khá là hot và cực kỳ mạnh, và nó sẽ mạnh tùy theo từng trường hợp và tùy theo kiểu như là từng cái chiến thuật mà team anh em đề ra nha. Mà nói chung là cái này giúp anh em leo rank mà, nên cũng không có cần chiến thuật gì lắm đâu. Anh em đánh quen tay đánh thuận tay thì cứ đem vào mà chuyển thôi, mà nên test thường trước khi đánh vào răng nha anh em, để đỡ làm khổ đồng đội. Thì hôm nay mình sẽ test cho anh em cái meta này nha, thật sự đang rất là mạnh luôn á. Bọn mình xuống rồi sợ gì. Úi xồi ôi, ông kéo như thế này thì tôi cũng chịu ạ. Copmore Debot thì anh em may mắn cho mình là thiên thạch bí ẩn nha. Thì cái món đầu tiên của Copmore Debot này là một cái món rất là quan trọng nha anh em, đó chính là cái nước mắt, và chúng ta sẽ nâng cấp lên thành một cái quyền trượng á. Thì tại sao cái này nó lại mạnh, nó sẽ phù hợp cho những cái team nào mà gọi là thiên về cấu rỉ trước thềm giao tranh. Đây, thì cái team mình anh em có thể thấy là toàn sát thủ các kiểu mà, thì nó rất thích hợp cho con Copmore này nha. Anh em đừng có hỏi là tại sao mà team không tăng lại thích hợp cho con Copmore này. Thứ nhất là con Copmore này là một cái vị tướng mà mình sẽ chơi theo kiểu mà sẽ là siêu cấu rỉ chứ không phải là ADC carry hạng nặng. Con này nó sẽ là một cái tiền đề để giúp anh em vào giao tranh thật sự rất là lời. Tại vì anh em team anh em ít tăng á, nên anh em phải cần cống máu team nó cực kỳ nhiều để team nó kiểu như là máu nó xuống thấp nhất, để trước khi vào thời giao tranh anh sẽ có lợi thế hơn. Thì đây là một cái dạng ví dụ Copmore nè, có máu cực kỳ mạnh luôn. Anh em chỉ cần lên được một cái quyền trường hoặc là một cái nước mắt thôi thì anh em sẽ bắn rồi liên tục, bắn E liên tục, bắn Q liên tục, gọi là skill không giới hạn luôn á. Tốn rất ít mana mà một lần bắn của anh em nha là cực kỳ thốn luôn á. Nhưng mà đó chỉ là play thôi. Còn con Copmore này lúc đầu game thì nó khá là vô hại, nhưng một con sâu rớm thôi. Thì lúc đầu game anh em cần phải chơi theo kiểu nhịn nhục, đừng có combat khi mà chơi con Copmore này lúc đầu game nha. Tại vì nó thật sự rất là yếu, anh em sẽ phải cần farm rất là nhiều. Đây là một cái dạng chơi mà theo kiểu mà thăm ngàn đó anh em ơi. Khổ trước sướng sau và thêm mới sướng đó. Anh em cần phải là chịu đựng nha. Anh em lúc đầu farm thôi chứ đừng có combat. Con này mà lúc đầu combat thì hơi căng đó, tại vì lúc đầu nó không có đam đâu. Nó sẽ theo cái hướng mà lên đồ phép là đồ mana nhiều quá, nên lúc đầu game mà sẽ không có một chút đam luôn á nha. Nhưng mà về lay thì con này nó sẽ trở thành một con quái vật đó. Thì cái meta này hiện nay được bên răng hàng sử dụng rất là nhiều nha. Anh em khỏi cần phải nói là nó léo cái kiểu, tại vì mình đã nghiên cứu rất là kỹ trước khi mà mình làm một video meta gửi đến tất cả anh em. Nên anh em khỏi cần phải lo. Cái nào là meta thì trước khi vào video thì mình sẽ nói đó là meta. Còn cái nào mà mình làm thử thách đó là trước khi vào video thì mình sẽ nói đó là thử thách. Và cái này chính là meta nha, được bên răng hàng sử dụng rất là nhiều. Và anh em nào mà xem các giải đấu thì sẽ biết meta này được những cái game thủ chuyên nghiệp sử dụng cũng rất là nhiều luôn. Tương tự ở Việt Nam mình nè, là có Celebrity ở bữa đánh anh em ơi, cũng mang cái meta này vào chơi nè. Thật sự mạnh kinh khủng luôn á. Ông Torres đánh thì mình phải đánh thôi anh em ơi, mình cũng không muốn đánh đâu. Hay không anh em ơi, đánh thì lỗi chắc luôn á. Con này lúc đầu yếu lắm, mà tự nhiên ông Torres ông leo lên đánh thì mình chịu thôi. Jesus vét cái này là lời.
xua được cái mạng này là lời. Ok đó, mình có hỗ trợ là lời anh em ơi. Mai mà có giờ xua xuống á thì cái món đầu tiên mà anh em hướng tới cho con cốc mò này á, đó chính là một cái nước mắt nữ thần nha. Anh em lên nó được càng sớm là càng tốt, tại vì nó sẽ giúp cho anh em kiểu như là tích số nhanh nhất có thể và farm á, nó cũng rất là dễ dàng hơn. Tại vì con mẫu con cốc mò này á, là nó sẽ farm bằng skill chứ farm bằng nó thường là hơi khó. Tại vì thứ nhất á, là tầm đánh khá là ngắn, nhưng mà khi anh em bật W lên á thì tầm đánh gọi là tăng một cách gọi là hơi bị vãi đái đó. Nhưng mà không bật W thì tầm đánh khá là ngắn, nên khi mà đi lên anh em sẽ farm bằng skill là nhiều, hoặc là anh em là last hit chuẩn á thì có thể last hit, nhưng mà hơi khó tại vì con này đem nó không có anh em ơi, nên thường là last hit bằng skill thôi. Thì cái lối lên đồ của con này thì nó sẽ có những cái món quan trọng, tối quan trọng luôn nha anh em ơi. Thứ nhất á, là một cái quyền trượng đại thiên sứ nè, từ thôi. Thứ hai á, là cái trường pha lê rely nè, và những cái món thứ ba như là cái mũ phù thủy nè, như là những cái mặt nạ đỏ đầy lan ra, hay là những cái món xuyên không phép á, thì anh em chỉ cần lên những món đó thôi. Thì và lay trước khi vào combat á, anh em chỉ cần bắn nhẹ nhẹ vài cái E vài cái R thì thôi, chứ tên bạn là không thở nổi luôn mà. Tí nữa mình bắn cho anh em xem. Lúc đầu game thì anh em cần phải nhẫn nhục nha. Anh em nào mà có cái tính gọi là muốn farm và lay game á thì chơi con này rất là hợp luôn, rất là hợp. Ơ kéo chúng nè, kéo chúng thì chơi thôi, cái nào có lợi thế thì mình chơi thôi anh em ơi. Hoặc là có máu thôi cũng được, mình nghĩ là có máu thôi, có máu thôi bạn ơi. Đánh là thua chắc, nhưng mà ông Torres này ông đánh thì mình phải đánh thôi. Mình nghĩ phải đó là nên có máu xong mình về thôi anh em ơi, chứ không nên đánh. Phải đó Torres kéo chúng rồi, Torres E rồi mình quy mình E có máu vài phát để lần sau combat tiếp thôi chứ. Nó combat hơi sai. Ui Torres kéo chuẩn hết nhờ. Không ăn được luôn hả? Rồi xong luôn, lỗ luôn. Lỗ luôn cái sao nữa? Ăn được à? Mình được hưởng tí ép. Ali và Nam khổ vờ lờ. Đi với mấy ông Torres mà ham đánh hơi mệt. Anh em đánh ADC thì anh em cũng nên tìm cho mình những cái support riêng. Hay là anh em đánh support thì cũng nên tìm cho mình những người gọi là ADC riêng khi mà đu răng ấy nha, tại vì nó sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều. Đây là một cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ đến với tất cả anh em nha. Khi mà đánh boss á thì nên tìm một cặp riêng đánh cho mình nha, còn đánh mất lane khác thì không cần đâu. Thôi được rồi ông ơi, được rồi ông ơi. Ui cảm ơn ông nha, ông mà không có rượt nó là tôi không có được mạng đâu. Ở đó mình cũng chưa có R nữa nên mình phải rướng anh em mới được. Mà không sao, khi mà mình ăn được 3 mạng như này thì nó cũng gọi là giúp cái tiến trình lên đồ của mình nó gọi là khá là nhanh. Nhưng mà mình còn phải tích cái stat của cái nước mắt này nữa. Lên level 6 thì tích nó mới nhanh, chứ level 5, level 4 như này thì xài quy e hồi lâu vời lờ luôn. Ý lại rừng găng rồi. Được rồi ông giáo mà đừng có đánh tôi đấy đây. Khổ quá mà, đừng có đánh tôi đấy ơi. Không đánh được đâu bạn ơi. Tôi khổ quá mà anh em. Ô wow, tôi rất kéo farm. Được phớt. Cầu hồ máu, cầu hồ máu. Nice. Hên vờ lờ. May mà Torres quay lại giúp mình đòn đánh thường. Ông Torres còn nhiều máu gì mà chạy luôn mới vãi chứ. Mất hồn á. Đấy anh em thấy không? Thấy không, con này lên level 6 cái là khác ngay. Con này sức mạnh đặc biệt của nó là ở cái chiêu mà phóng acid á. Level 6 cái mạnh ngay anh em. Giờ đánh hồ báo được hả? Mình ra bật nhạc nhỏ lại nè. Ok. Ok mình lên được cái quyền trượng nè. Giờ mạnh ở đó. Giờ bắt đầu mạnh ở đó nha. Đồ chuẩn của con cốc mo này thì sẽ có 3 món đồ chuẩn nha. Thì anh em cứ lên theo mình là ok nhất rồi. Con này thì cần những cái món đồ mà kiểu như là kích hoạt cái được cái sức mạnh của skill của nó tung ra, như là gây sát thương theo thời gian nè, như là làm chậm nè, như là bắn được liên tục nè. Và bắn là phải mạnh nha, chứ bắn là chúng mà không có mất máu cũng như không thôi. Cảm ơn cái lồng đèn nha. Nãy giờ cứ spam skill thôi em ơi. Lên được cái nước mắt này với lại cái quyền trượng này thì spam skill thoải mái thôi.
Nên bắn chiêu R tầm 2-3 phát xong rồi em đợi nó mất xong rồi bắn tiếp nha, chứ bắn hoài nó tốn mana lắm á. Trong combat thì bắn hoài được chứ đi lane thì anh em canh me bắn vài phát thôi. Đấy giờ mạnh lắm rồi nè. Nên được cái này là mạnh lắm. Đấy, xin nhá. Lục xác. Cái này gọi là cái gì ta? Sâu rớm lục xác thành bướm à. Con nhộng nhá. Hắc não hơi xa. Đó, bắn E và bắn R cực kỳ thốn luôn. Ui, top nó xuống rồi. Không đè bạn ơi. À, nó hồi máu rồi, chịu rồi. Phải đó bắn R mà lại bắn E hụt. Chạy đi bạn ơi. Mà sao mà top nó xuống đây luôn đó ta. Hình như nó tay le hay sao rồi anh em. Thằng Brom đang đi top nha anh em. Mà nó xuống đây được cũng hay đấy á. Phải đó mình bắn rồi cho bắn E hụt thằng Ash thôi là mình cũng 1-1 rồi. Thật sự là con này cốc mo này mình thật sự rất ít chơi nha. Nên nhiều khi mà dùng skill gà hay là chơi con này gà thì cũng mong anh em thông cảm giúp mình nha. Tại vì mình chơi con này cũng ít. Với lại cái tính của mình nó cũng không có thích hợp chơi này nữa. Mình muốn chơi mấy con cũng như là solo kill của kiểu mình muốn mày quay cuồng. Kiểu con này farm bắn skill được từ xa là mới chơi rồi chứ không có quen lắm. Ủa, Yasuo kêu quẩy căng nữa nha, phải bằng thêm, ui, phải bằng thêm 5-0, hay thế. Yasuo này cũng gọi chút tài lăng ấy. Nói chung là khi con này lên được cái quyền trường thì anh em sẽ dọn quái được một cách rất là nhanh nha. Anh em chỉ cần E, R, R 2 cái là, ui, Opti hụt xe nhập rồi, hụt xe liên tục nãy giờ là 3 xe đó. Đoạn quái cực kỳ nhanh nha. Anh em chỉ cần E xong rờn phát là chết hết đàn quái sau luôn. Rờn phát nữa là chết hết đàn quái trước nha. Nhưng mà anh em cần bắn thường thêm vài cái nữa là được thôi. Đấy. Công máu thì thôi chứ gọi là ông có nội luôn. Cứu mình cái tờ đấy thôi. Anh em bắn chiêu R tầm 3-4 lần á. Xong rồi anh em sẽ đợi nó hồi lại nha. Xong bắn tiếp. Chứ bắn liên tục thì cái lượng mana của anh em gọi là nó tụt không phanh đó. Tại vì chiêu R này nó sẽ tích, nó sẽ cộng vô mana cũng như là cấp số nhân luôn á khi mà anh em xài skill liên tục. Chuẩn bị sẵn lòng đèn cho mình nè. Bắt là quăng lòng đèn liền nha. Mất cái dép liền, mất cái dép là Yasuo yếu liền. Uầy, dứt khót thế. Trời ơi, support này lát hit cũng chuẩn đấy. Support mình lát hit cũng hơi bị chuẩn đó nha. Mà được cái support mà nó chơi dứt khoát nha anh em. Muốn chơi là chơi nha. Muốn chơi là tóc biến lên rồi kéo khô máu luôn. Mà kéo phải đó hụt là chắc là cười ỉ luôn á. Hơi là chúng. Mà support mà nó canh lát hit cũng chuẩn đó chứ bộ. Lát hit cũng đây cũng hơi nhiều đấy. Mình đang cái 6 mạng mà hỗ trợ hết 4 mạng rồi. Cũng hơi khổ. Mà không sao, xanh như được là ok rồi. Ra mấy cái nấc chùa thôi em ơi. Ui, ông Yasuo đánh nó hộ báo đó. Thôi được rồi, lùi thôi, tờ rết ơi. Đừng có cố nữa, cố là quá cố đó. Thì nhà mua đồ đó. Mua đồ nha, được chứ đừng có đánh nha, 1.700 tiền đó, không mua đồ là hơi căng á. Về nha, tờ đấy rồi. Đừng có binh đánh nữa nha. Tụi binh chơi rồi chứ tôi không muốn đánh đâu. Ok, cái món tiếp theo á thì mình sẽ lên đó chính là cái mặt nạ đỏ đầy Lanra nha. Đây là ba cái món mà cơ bản mà mình nghĩ là anh em phải lên khi mà chơi cốc món cái meta này. Một á là cái quyền trường, thứ hai á là cái mặt nạ đỏ đầy Lanra, còn thứ ba á đó chính là cái trường Falerilla nha. Đây là ba cái món mà mình nghĩ anh em nên lên và phải lên nếu mà muốn tận dụng hết sức mạnh của con cốc mo đi boss này. Thằng rừng nó rủ nó xuống, nó bê cái trụ. May mà con tốc biến nó phải đó mà mình không biết nó bắn rồi luôn anh em ơi. Phải đó hơi gà, phải đón trước được chứ. Nhìn nó ăn rồng á, có bắt được mà. Mình có rừng, team nó cũng có rừng mà anh em. Mà được cái là team mình nó không có bắt thôi. Hơi bị động. Hi
Nó muốn bắt mình không à. Mình không có mắt nữa, mình có máu mới căng nè. Con này mạnh được cái là có máu trước khi phải thềm giao tranh thôi. Sốc đam con này cũng ghê lắm đó nha anh em, sốc đam ghê lắm á, đừng có khinh thường. Hay. Rồi, ông kia sốc đam còn ghê hơn mình nữa. Sao mình cảm thấy mình như là đang đi phần support cái ta, nãy giờ hỗ trợ 6 mạng bằng các mạng ăn luôn rồi. Đúng là không có cái gì là miễn phí cả anh em. Chạy vé hết đó. Ăn được 6 mạng, hỗ trợ lại hết 6 mạng như này, chết. Cho tôi con blue được không? Nãy giờ mình sẽ skill lại liên tục luôn á. Anh em thấy không? Mình không hết mana được. Nhưng mà mình cần con blue này. Thứ nhất là để hồn mana với lại là lấy giảm nhanh hồi chiêu thôi. Cái đó mới quan trọng. Cái đầu xanh mà nha. Họ không sao. Giờ nhờ mua đồ thôi. Không có đủ tiền mua cái gù ngoè luôn nè. Đi farm tiếp thôi nè. Cấu không? Xin nó con blue cũng không cho nó. Chung là cũng hơi buồn anh em. Mana của mình gần gấp đôi cái máu của mình luôn. Máu của mình có 1.500 à, mana của mình 2.700 rồi. Lỡ cái đồ này thì anh em cứ đứng sau anh em bắn thôi. Với lại là lỡ đồ này anh em cũng trâu lắm, máu cộng nhiều cực kỳ. Nên anh em sẽ không sợ bị sốc đam đâu nha. Trận này hơi nghèo đó, trận này nhìn hơi xanh nhưng mà cũng hơi nghèo. Tại vì trận này mình farm hơi ít anh em ơi. 16, 17 phút mà mình farm có 100 con à. Trận này cấm hết liên miên mà không có thời gian farm luôn á. Ông kia nó muốn bót mình chơi luôn rồi. Giờ cái bót không phải là của mình nữa rồi. Cái bót là của ổng với tờ rét rồi, chứ không phải là của cúp mò này nữa rồi. Nói chung là cũng buồn. Sụp bỏ mình bỏ. Mình đi theo con khác rồi anh em. Này có phải rồi cấm sừng không ta. Sụp bỏ nó bỏ mình luôn rồi. Sụp bỏ nó bỏ mình luôn rồi anh em. Nó không thèm đi theo mình nữa luôn. À, mình phải ăn lén nè, cái này gọi là ăn lén cái nhà này mà không có rừng mới ăn lén được đó. Mà con IDC này á thì anh em nói chung là con này nó cũng không cần red lắm anh em ơi, nhưng mà mình ăn mình bỏ ghét thôi. Con này thì quan trọng nhất là cái blue thôi. Con này ăn blue là ngon hơn red nha. IDC khác thì cần red, con này là chỉ cần blue thôi, nhưng mà ăn hơi tốn máu mana đấy. Nửa cây máu, nửa cây mana. Kỳ tích thật. Không hụt xe hơn quá. Cái trận này team mình nó gánh kinh đó. Trận này team mình đánh bay thế. Xuống nè, nhiều khi là phải xuống giúp mình chụp bọt thôi. Không có lòng đèn nè, lòng đèn đâu. Đó, nể lắm mới xuống giúp đó nha. Thôi là ổng chết rồi đó. Nể lắm mới xuống giúp đó. Nhìn nhìn mua đồ cái. Đi farm thăm ngàn nãy giờ rồi mới đủ tiền mua đồ đấy. Ok anh em nha. Đây là ba cái món mà anh em bắt buộc là phải lên khi mà chơi cấp 1 này nha. Nguyên trường, mặt nạ đồ đầy Lan Rai, và thứ ba chính là cái xì lâu dùng pha lê Rely. Lên này cực kỳ mạnh luôn. Có máu, có dép, có nước mắt. Rồi có thêm cái đốt nữa. Giảm dép có tem bạn nữa nè. Con này có máu trước thêm vô tranh cứ gọi là best nha. Best luôn á, không con nào lại đâu. À, con và rớt lại. Mà con này bắn skill hồi cực nhanh luôn á. Úi xời. Ok. Lâu lâu mới ăn được cái mạng nó. Ơ. Con này nó sẽ dễ nó chơi top luôn nè anh em. Tào rết ơi. Lên đây xử lý này liền chứ để nó lộng hành vậy. Lộng hành nha mày. Rồi nó bê xong cái trụ mình luôn rồi. Phát cái đấy thôi. Mà không sao mình lo được. Thấy không anh em ơi, lên đồ phép mà bắn là vẫn đầu nha. W này nó bắn thì nó vẫn dựa theo sức mạnh phép thuật nha anh em. Với lại là khi bắn quy nó giảm dép kháng phép rồi. Bắn rồi e đồ đầu cực kỳ. Anh em nào mà nói meta là mình CD hột gà là sai nha. Cái này meta không phải mình tạo nha anh em ơi. Meta mình Hàn Quốc á. Bắn đầu lắm. Đầu lắm.
đầu lắm anh em ơi. Lên được mấy món đồ này là bắn đầu cực kỳ luôn. Chưa đủ tiền lên cái trường pha lê, đi farm người thêm tí nữa. Tên mình trận này nó cũng xanh quá. Wow, giờ xua với làm kinh trận này mình bảy kinh khủng luôn. Tí nữa có phim bắn sau có thêm con John vô với bảy nữa chứ. Nhìn cũng rối con mắt rồi đó. Đây đây, để tôi đi, chuyện gì khó cứ để mình lo cho. Mình sẽ bột đi sâu đó. Dạ, né nè. Mình ăn nè anh em, ảo không? Không hiểu sao mình ăn luôn à. Cậu bắn nè, thằng này chưa có khăn phép anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. gì căng vậy? Gì căng vậy? Úi trời ơi, mình sẽ bắn được cái mạng của Ash luôn á. Bắn thì thôi rồi luôn. Bắn muốn ngụm củ tỏi luôn mà. Lên được chưa ta? Đâu rồi, đâu rồi? Đây rồi, đủ, đủ, đủ. Nhanh nhanh mua đồ cái nha. Đủ tiền là cứ về nhà mua đồ thôi. Anh em đừng có tích tiền nhiều, nó lỗ. Tại vì anh em xanh hơn người ta, anh em phải lên đồ thì mới xanh hơn. Chứ anh em mà giết mạng nhiều, anh em mà không lên đồ thì cũng gọi là không xanh hơn đâu nha. Ăn được rồng rồi, rồng gió. Rồng nước này là ngon rồi. Con này rồng nước hay là rồng lửa cũng rất là ngon. Tại vì rồng gió với con này nó hơi phế. Rồng gió là giảm skill hồi chút cuối á, giảm thời gian hồi chút cuối á. Con này thì hồi chút cuối tính bằng không, không phải mấy giây mà. Anh em tin nó thằng cái link này mình combo một phát chết không? QR phát chết luôn á. Đấy con này Valay là dọn quái cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. ER phát chết hết đàn quái luôn, không nói nhiều. Ý bó có chuối, ý bó có chuối nè. Chuối ở đâu mà ngon thế? Trời ơi kim này mạnh thế nhờ. Hãy để túi Tret, lông điên, lông điên, lông điên. Xin lông điên. Xin cái lồng đèn. Xin cái lồng đèn. Cái lồng đèn. Nó không thèm thể lồng đèn cho mình luôn mà cũng mệt quá anh em ơi, được cũng mệt quá thôi bỏ luôn, nó là lẹ rồi. Không thèm thể lồng đèn cho mình luôn mà chịu đó. Lồng đèn phải đó mình bay lên mình rồi là ăn chắc luôn đó. Ôi. Ôi. Bắn slow liên tục là tên bạn là chắc chắn là dính cái R thứ nhất nha anh em ơi, là 99% là dính cái R thứ hai, tại vì khi mà cái R thứ nhất chúng á là sẽ bị slow. Mình xin nha. Đấy. Nên con là cái sức mạnh của nó khi mà lên cái trường pha lê rela là vậy đó, dính cái R thứ nhất là 99% là sẽ dính cái R thứ hai. Trừ khi tên bạn tốc biến hoặc là anh em bắn quá dở rồi thì mới không trúng được. Chứ dính một phát thôi là slow, bắn tiếp liên tục được á. À, tóc biến nè, né được liền thấy không? Dạ. Ủa, chủ bắn mình kìa. Hồi máu luôn, trời lớn luôn á. Có tem bạn có vẻ ít nhờ. 5 đứa luôn rồi, sao còn có 2-3 đứa vậy? Mất tiêu hết rồi. À, ra tiếp rồi kìa. Ra thử bắn thôi. Ra thử bắn thôi anh em. Rồi thử bắn rồi. Rồi thử bắn rồi. Con này chưa rồi mạnh vô lờ luôn rồi. À nản quá AFK. Cái này là chiêu máy nha anh em ơi, chứ bắn mình vẫn mất máu kìa. Ui. Gì cũng được nữa à, gì mà có nó giết được mình nữa anh em. Hư cấu thật sự. Vô luôn. Ủa thằng bờ rơm nó bay tận trời xuống rồi anh em thấy không. Wow. Trận này team mình áp đảo quá. Trận này team mình thằng nào đánh cũng hay hết. Team mình thở không đều luôn. Ok và xin tất cả nhau và tạm biệt anh em. Hẹn lại anh em sau nha. Hãy chắc thằng nhớ like và xíu hồi nhé.